Santa Ana Crawfish Festival sẽ tưng bừng tổ chức trong 3 ngày weekend dịp lễ Mother's Day thứ 6 10 tháng 5 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, thứ 7 và chủ nhật 11 và 12 tháng 5 từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối tại trung tâm công giáo, góc đường Harbour và Westminster, vào cửa miễn phí. Xin kính mời quý vị đến trung tâm công giáo để thưởng thức món crawfish hương vị Cajun Asian tươi ngon từ Louisiana, các loại món ăn giải khát có bia trong dịp weekend Mother's Day. Mọi chi tiết xin vào trang nhà Santa Ana Crawfish Festival.com hoặc gọi số 714-927-1717 hoặc 714-979-9562.